Xin chào các bạn nha. Xin mời các bạn hãy nhìn cái cách vẽ cái ngón fan nhà các bạn thấy không? Đó. Mình đẩy lên được cái góc đó cao lên như vậy đó ha. Đây gọi là deep fan ha. Cao lên ha. Các bạn nhìn thấy đây. Đó, 10 ngón nó gần như giống nhau hoàn toàn. Nghe hoàn toàn giống nhau. Ok, bạn thấy chưa? Đó, đều rất đều đẹp. Thì làm sao mình có thể làm được một cái bộ nail như thế này ha? Làm được cái fan như thế này. Mình đảm bảo cho các bạn là với bằng hai cái bước thôi, đơn giản mà ai cũng có thể làm được nha. Thì sau đây các bạn theo dõi chi tiết nhất hai bước căn bản nhất để làm một cái nail đẹp như thế này ha. Ok, and here we go. Xin chào các bạn nha. Sau khi mà mình đã lấy shape và mình bỏ một cái lớp base coat, bây giờ mình sẽ vẽ fan cong nha mấy bạn. Thì mình dùng cái cỏ đầu cỏ bình thường đây, cỏ vẽ fan và cỏ râu, đó là hai cái mà mình sẽ sử dụng nha. Ok, thì nó có hai bước căn bản nhất để vẽ một cái bộ cong fan cong ha, mà mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách đơn giản nhất làm lẹ với mang kiếm tiền nha mấy bạn. Thì đầu tiên nhất á, là mình sẽ vẽ cái fan cong thường, mình cong sơ sơ trước nha. Ok, là mình sẽ bỏ lên như thế này. Mình bỏ như thế này trước, ok. Rồi mình bỏ cho hết. Mình bỏ cái bước thứ nhất là mình tạo phòng cong thường, cong ít thôi. Rồi bước thứ hai mới là cái cong mình làm cong nhiều ha. Thì nước đầu tiên nhất là mình cũng vẽ giống như là bình thường, nhưng mà nó hơi cong. Nó cong theo cái, tại vì nó almond shape á, nó phải cong một chút xíu thì nó mới đẹp nha mấy bạn. Nếu mà các bạn vẽ thẳng quá, cong mà cong vừa nó cũng không đẹp đâu ha. Cho nó cong lên chút xíu. Nước đầu tiên nhất là riêng ngón tay út á, ngón tay út là mình sẽ sơn luôn ha. Rồi lát nữa mình sơn sao. Bây giờ mình làm được cái fan cong là cho bốn ngón ha. Rồi sau khi các bạn bỏ lên xong đó, thì mới là mình vẽ nha. Đó, rồi vẽ phong công thường thì các bạn biết rồi đó, mình đã từng làm hoài đó, các bạn làm bên hông này nè, thấy chưa? Đó, đẩy lên chút xíu, bên hông này đẩy lên chút xíu, đó mình đẩy lên, lát nữa mình đẩy nó lên chút xíu nữa thôi. Mình làm lát nữa cái nước thứ hai mình sẽ đẩy nó lên. Đây, mình đẩy cho nó lên cong một chút xíu nữa. Còn cái này thì mình làm bình thường như thôi. Okay. Đó. Công thường thì các bạn thấy ai cũng thể làm được mà đúng không? Đó. Đơn giản như này. Bạn nhớ giữ cái chuông nó lại, đừng làm mất cái chuông của nó. De la mañana. No, mi amor, no puedo. No, 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 no. No, no, no puedo. Cái này bằng thấy không? Nhớ giữ cái chuông lại. Kéo lên ra, thấy không? No, no, porque tengo un compromiso. Dale, mi amor. Đơn giản. Rồi xong cái ngón tay út này thì các bạn sơn. Đó, sơn đầy. Để mình đẩy lên. Rồi sau khi mà mình làm xong thì mình cho cutter trong vòng 2 phút đi, 1 phút. Rồi bây giờ tới cái bước thứ hai nha bạn. Cái bước thứ hai của cái fan cong là mình sẽ bỏ mình sẽ bỏ một lớp nữa giống như vậy nữa, nhưng mà mình lần này mình bỏ mình không cần phải vẽ nha, mình bỏ nó sát sát vô trong cái nước đầu tiên cái này đó, bằng bằng vẽ bằng chỉ bỏ cho nó nước thứ hai là nó sát sát nước đầu tiên thôi nha. Ok,
Bạn không cần phải vẽ cho nó đẹp. À, bạn chỉ để sát vô. Sát vô, nhớ lót cái đầu. Cái nước thứ hai này nó là nhớ lót cái đầu lại. Cũng nhớ lót cái đầu lại luôn. Bạn bỏ hết cho bốn ngón đi. Đừng bỏ phủ qua cái lớp đầu tiên. Ok, rồi bạn làm cho nó smooth nha. Đó. Sau đó thì bạn bỏ cái bột, bỏ cái... Sau đó thì bạn bỏ cái... Bạn dùng cái cọ râu. Bạn dùng cọ râu này. Bạn sẽ đẩy cái... Bạn sẽ đẩy cái... Đẩy cái này lên. Bạn dùng cọ râu. Bạn sẽ làm cho cái tip nó cao. Ở cái... nó cao hơn. Đó, bạn thấy không? Bạn đẩy lên. Rồi. Lần này nhớ là giữ theo cái làn đông mu. Nhớ là giữ cho cái làn nó, đó, cái làn nó dính, nó phải đi theo cái làn cũ nha. Đó, chỉ có hai bên hông là mình đẩy cho nó cao lên thôi. Bạn thấy chưa? Đó. Mình đẩy là nếu mà bên hông là chút xíu rồi bạn chỉnh nó lại đó rồi. Bạn nhớ đẩy lên nha, lụng cọ râu đẩy lên hai bên hông thôi, còn chính giữa này này, ở dưới đây này bạn vẫn giữ nó, vẫn giữ nó, đừng làm nó mất cái lằn nó đi. Nhớ đẩy lên hông nữa, đó. Lên hông mình nhớ làm cho nó đậm đậm xíu. Mình thấy chưa? Cái nước thứ hai là cái nước dùng để đẩy tạo cái... tạo cái cong phút lên. Bạn muốn vong cỡ nào cũng được hết trơn á, đó. Nhớ tạo lên. Bạn đẩy lên. Có thể mình đẩy lên trên nữa, nhưng mà này khách nó không muốn căng nhiều nữa thì mình đẩy tới đó thôi, mình dừng lại. Bạn thấy chưa? Dòng qua. Rồi sau khi mình đẩy lên đó, bạn thấy bên hông nè, bên hông nó bị, bạn thấy không, bên hông nó có một chút xíu đó, mình dùng cái cọ nè, mình chạy lại. Đó, thấy không? Là nó sẽ sắc sảo thôi. Bên hông bên này thì đẹp rồi. Đó, mình chỉ chậm lại thôi. Chậm lại nè. Mình không chạy dưới nữa. Thấy chưa? Mình thấy chưa? Nó lên hết rồi đó. Đó. Mình chỉ chạy lại bên hông cho nó sắc sảo lại thôi. Đó. Tất cả các hông bên hông mình chạy lại hết cho mình đi. Có nhiều bạn có nhiều cách vẽ, các bạn có thể dùng cỏ, các bạn vẽ đối xứng, các bạn vẽ nhiều cách lắm, nhưng mà cách này là cách lẹ nhất nha mấy bạn. Theo như mình hiểu biết của mình thì cái cách này là cách làm fan cong mà lẹ nhất, dễ thao tác nữa. Rất dễ thao tác mà ai cũng có thể làm được nha mấy bạn. Okay, rồi rồi sau khi bạn vẽ bạn thấy chưa, đó cong cong, lát nữa mình sẽ show cái phần cong ha. Rồi các bạn.